say sương vui nào người trên trường cùng mùa hát ở trường thanh nhàn đàn ca mừng Thiên Chúa hay dọn đường đấng cưỡi mây xuất hiện lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu với các kẻ khổ nghèo đấng đỡ nâng cô nhi hoa phù là chính Chúa ngự giữa thánh cung tù nhân người giải thoát nhưng kẻ độc chiếc Chúa ban cửa nhà lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu với các kẻ khổ nghèo hay chút mưa ân thiêng phúng lòng dàn điệp Chúa được tiếng xưng cho đàn chiên được nâng đỡ bởi ngài từ ai với kẻ khó nghèo lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu với các kẻ khó nghèo hãy sương vui nào người trên trường cùng mùa hát ở trường thanh nhàn đàn ca mừng Thiên Chúa hay dọn đường đấng cưỡi mây xuất hiện lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu với các kẻ khổ nghèo đấng đỡ nâng cô nhi hoa phù là chính Chúa ngự giữa thánh cung tù nhân người giải thoát nhưng kẻ độc chiếc Chúa ban cửa nhà lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu với các kẻ khổ nghèo hay chút mưa ân thiêng phúng lòng dàn điệp Chúa được tiếng xưng cho đàn chiên được nâng đỡ bởi ngài từ ai với kẻ khó nghèo lạy Thiên Chúa Chúa nhân hầu.